Chào mừng các bạn đến với chuyên mục phim hot, mình là Tâm Smile. Và sau đây là tin tức mới nhất của Vũ Trụ Điện Ảnh. Mời các bạn theo dõi. Về nhà đi con, Thư Vũ lộ clip và ảnh cưới chạy bầu. Đến lúc này của Về nhà đi con, Thư Bảo Thanh và Vũ Quốc Trường đã chính thức đường ai nấy đi sau khi hạ màn trò chơi tình ái. Dễ thấy cả Thư và Vũ đều có chút tình cảm với nhau, nhưng vẫn nhất quyết cho khán giả xem những màn ngược tâm khá xót xa. Vậy mà chẳng lâu sau, khi tập 20 lên sóng, trên mạng bắt đầu xuất hiện những đoạn video tiết lộ chuyện Thư có bầu với Vũ, rồi cả hai sẽ phải cưới chạy bầu. Có lẽ một tập phim mỗi ngày với khán giả Về nhà đi con là quá ngắn, nên ai nấy cũng muốn biết nhiều hơn cho đỡ sốt ruột. Cũng chính vì vậy, mọi nguồn tin đều được cư dân mạng huy động để tìm cho ra những manh mối tiết lộ tình tiết tiếp theo của phim. Thế là trong quá trình điều tra, cộng đồng thám tử online đã tìm ra một số bằng chứng cho thấy Thư sắp có thai với Vũ. Có khán giả cho rằng sau khi ở quán bar, cả Thư và Vũ đều quá say nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đó là có thai. Thậm chí có một đoạn clip được chia sẻ còn cho hay ông Sơn, nghệ sĩ ưu tú Trung Anh, nói với Thư rằng cứ mang về để ông nuôi, vì một tay ông nuôi ba đứa con gái còn được. Ngay khi những thông tin này được tung ra, rất nhiều khán giả đều tin tưởng, ủng hộ giả thuyết cho rằng Thư bằng cách nào đó đã qua đêm với Vũ, dường như để ủng hộ cho niềm tin của khán giả. Thêm những bình luận đăng tải bức ảnh Thư và Vũ hạnh phúc trong ảnh cưới bên gia đình xuất hiện. Đây có thể là cái kết ngọt ngào của cặp đôi Thư Vũ, nhưng cũng có thể là đám cưới chạy bầu, cưới vì bố của Vũ không chấp nhận nhìn Thư chịu cảnh một mình nuôi con. Nói tóm lại, tất cả những dự đoán trên đều chỉ là suy luận dựa trên những tình tiết đã có. Vì vậy, không có gì là chắc chắn hoàn toàn cả. Muốn biết kết cục ra sao, đừng bỏ lỡ Về nhà đi con vào mỗi 21 giờ tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 nhé. Video đến đây là kết thúc rồi. Nếu như có thêm thông tin gì mới về bộ phim này, đừng quên chia sẻ với Ngôi Sao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo.